Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với video theo của mình. Thì chúc anh em có một ngày mới quý vị nha. Thì bây giờ là trời tối rồi anh em. Thì dạo này mình bận quá nên là mình vẫn tiếp tục là mình bận nên là mình không có làm. Giờ lâu lâu mình làm, mình hôm nay mình sẽ làm cua nha anh em. Thì đây là mình có chuẩn bị, đây là đây mình mua một ký máy cua luôn á. Thì cua đây nó nổi một ký của nó không, mình mua những ký xấu sao á. Mà hết mẹ nó một ký, ký cột rồi, nó cột nè. Nó cột rồi, mắc gần một ký rồi. Bây giờ đây là mình chuẩn bị, đây là tiếp tục vào dưa leo với salad nha anh em. Thì hôm nay nước chấm thì không phải màu đỏ nữa, là thành màu xanh này, khá là thơm ngon luôn. Cái này là bé cháy một chén luôn đó. Thì đây mình hôm nay mình sẽ luộc nha anh em. Thì đây bây giờ là hành sớm nha, mình có bắt lưỡi bật bếp cho nó nóng trước rồi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cua vô. Thì bây giờ bật gắm lại xuống nó chơi, rồi xong mình cũng đi học nên là mình sẽ ra clip ít hơn nha. Có khi mình không quay được luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cua vô nha. Bỏ cua vô xong mình cắt dây nha anh em. Nhìn nó ghê quá. Bỏ mấy cua sống trước. Cắt dây rồi bỏ cầm hai càng. Rồi mình sẽ cắt càng ở trước nha anh em. Cầm hai càng rồi. Rồi. Rồi, kéo nó hết luôn. Còn dây nè. Nó mà kịp cho kịp hết là xúc xe, nó mạnh. Chưa? Vô nồi. Một em vô nồi. Kịp một phát là chân 47-49 ngày luôn. Nó kịp cái dây rồi. Kéo ra. Kéo. Đù. Má. Thôi thôi thôi. Dữ quay. Chưa. Kèm dây theo rồi. Vô nồi. Mình không muốn chắc khăn rồi. Mà mua cơm tôm. Mua cua sống thì nó dở. Chết. Hello. mua tôm, mua cua chết thì nó dở nên mình mua cua sống nha anh em. Mình để lúc giờ hai ngày rồi mà không sống. Đây bây giờ là mình sẽ ấp lại nha anh em. Ấp lại mình sẽ đợi nó sôi xong rồi mình tiến hành là sẽ ấp review luôn nha. Thì đó thì anh em thì đó, sau thời gian thì là sôi rồi nè anh em. Đó giờ em rút điện ra đi, giờ rút điện ra nha anh em. Nói thấy té yếu đời không em ơi? Yếu đời vậy đó. Bây giờ mình sẽ gắp ra nha anh em. Rồi một em. Thơm không? Thơm. Thấy không hoàng đẹp không? Rồi anh gắp cho. Đây mình sẽ gắp ra nha anh em. Kêu Dượng Ba á, dẫn chỗ đó đi xuống nó ăn. Rồi ok. Ok anh em, ok anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành tới cái bước là sơ nha anh em. Ăn. Ăn không? Ăn không? Theo ồn nha. Đó, giờ mình sẽ cắt cái cho vợm năng. Cắt nào? Bỏ cái đốt đây. Đốt cho ta ăn với. Giờ cắt hết cái càng rồi nha anh em. Giờ nóng.
kéo đó, mua kéo xịn đó là rất là ok luôn. Nhìn cua hay đi muốn à? Cua gì mày dơ không tắm sao á? Điên. Với lại là cá đồng ghê mà vẫn nóng nha. Nó đùa mà nó còn sống này, nó hé mỏ ra. Ui da, nóng. Giờ mình sẽ quất cái càng này thử nha anh em. Ở cái càng gọt thịt ra hả vậy? Ừ. Đó, cái ok thịt nó giặt nó bị rớt à. Nhưng mà muối nãy hơi làm hơi nhiều hơn. Làm rồi xong rồi có ăn cái gì nữa không? Hay là bỏ? Dạ bỏ không? Cháo rồi la em chịu la gì vậy? Đây giờ mình sẽ quất cái càn chỗ nha. Cái bằng không? Mình cho thử nè, thử trước luôn á. Nêu cảm nhận đi. Ngon. Ngon. Thiệt không? Thiệt. Muối y bậy xì không? Chấm cái này nó sảy luôn. Đút cái tá không với? Lấy một cái tá cho mày. Nước nó ngọt. Nước ngọt hả? Chút chè. Nhìn cái càng ở đâu có thịt đâu. Cái càng nè. À cái càng cù nó nè. Thì bà nó ngay rồi. Chô chè thịt gì mà nó cái bẻn bèo vậy mà. Nó tiêu quá rồi. Gia Lai thì muốn ăn cù thì xuống mấy chỗ hải sản đồ mấy cái đó mới ngon được. Rồi mời anh em nha. Quất thử này. Quất thử cái này thử. Quất miếng cay lên. Đây, thêm một miếng dưa leo nữa. Ai quất quý á nha. Mì thịt cho nó đỏ. Cái gì con? Ngon lắm. Dạ. Gây rồi. Gây rồi. Rồi. Cua ăn không có bằng tôm. Đúng không? Tôm ăn ngon hơn. Tùy người chứ không có đâu. Tôm ăn tôm như thịt hơn, ngon. Này ngon. Thịt nè, đã. Em tự gấp tự ăn luôn. Chung cái này thấy anh thấy toàn muối ngon không đi. Ăn gì mình thấy muối ngon không à? Chung kiểu này bánh giọt cái ngon. Mai hai vợ chồng mình xuống Quy Nhơn, mình xuống đó mình coi mình kiếm hải sản đồ về mình quay cho em xem. Mình sẽ đi mua tôm hùm. Nhưng mà kiểu lâu quá rồi mình không quay clip nữa, là mình đi xuống đó mình cũng kiểu quay nó ngại ngại. Đã. Nó đã. Càng còn ngon á. Em ăn đi. Cái gì đây em? Cái đó cái ai ăn được đâu, cái đó là cái phụ của nó. Chị nghe đây. Ăn được hả? Tắt xem. Tắt ở dưới chứ, tắt ở dưới cái bếp này. Đấy hả? Bỏ mấy cái này đi. Cho em ăn thử không? Kì, em tắt ra kì, sao em ăn cái đó. Thôi, em ăn đi. Chô, da thịt nè, trời. Cháo, sao gì mình làm gì đau khổ, tiện le rồi. Mẹ cho ra ngoài kia nha. Nha. Ngon. Nhưng mà thịt ít quá. Thân tôm, đây là cái gạch của nó nè. Cho miếng muối vô. Sao nhưng mà gạch nó béo á. Gần nó biếu mà. Ngon thử không? Nghe không? Đòi ăn đúng không? Ừ, cho ăn cái miếng thịt ngoài này ngon nè. Để bắt đầu miếng nha. Thịt cua này ngon. Nè, phải cho nè. Hai mỏ. Hả? Hả? Ngon. Đưa vô ngay cái lợi tưởng cái không có quá. Đê lê. Nè, ăn nè. Ngoài thôi. Mày đâu ngồi vậy? Mẹ ẩm con nè.
quên, chưa vô mỏ, Sao ăn? Chưa vô mỏ le. Nè, bà cho nè. Đó, có rồi. Trời ơi. Đâu vậy? Coi thử được. Không chịu. Cho đây luôn. Ra nha. Đây luôn cho rồi. Ồ quá. Đi. Đó, bây giờ là mình ăn cái này thử. Cái này nè, thấy ngon nè. Ngon hơn mềm. Ừ. Mình quét, đây là mình sẽ quét lên. Đó. Thịt nó mềm. Ừ. Nhưng mà mình sẽ ăn tôm hơn. Tôm ngon, mình thịt. Anh em có biết tại sao mà mình vỗ cho yên nữa mẹ. Ồ quá. Đó ồn ào quá. Hay ghê không? Do là mình chỉ có một cái phòng này để mình làm clip thôi chứ không có phải như là như nhỏ cho gòn gì đó, có cái căn hộ đồ á. Ngon lành đó anh em. Cho cái đó là thôi cho mình xuyên ra clip luôn. Sau mình làm phòng, để mình làm cái phòng, xếp gấp cái phòng lại rồi mình quay cái phòng. Mình quay buổi tối thôi, tại vì là bữa nay mình đi học nghề. Ngon. Đi học nghề nó là tối về mình sẽ quay buổi tối nha anh em. Dạo này view tù quá, chán. Sắp tù nữa. Chán. Để ha. Ngọt. Em ăn cái này không? Cái này có gạch không? Cái này gạch này. Ngon quá này em. Miếng này chắc chắn. Dạ. Bớt phép văn từ lưng. Miếng này chắc chắn không thịt rồi. Cái chân của nó đi. Thế rồi. Nè bây giờ ăn mình hấp thử. Mình hấp tiếp cái gạch này. Quét lên. Tôi dạ. Đang đắng cay cay ngọt ngọt. Nó này cũng nhiều vậy đó. Con hai bụng cũng nhiều vậy đó. À, nhiều không? Quá trời luôn hả? Ngon lắm. Đó là nhà quýnh nói vậy á. Là quýnh trời đất luôn. Anh em bây giờ mình sẽ tách cái gạch, em ăn cái gạch tiếp nha anh em. Dùng tay ăn ngon. Cái này lấy đũa các bạn xem. Lấy đũa gắp ăn. Này có cái nỉ, cái muỗng nhỏ á, cái muỗng ăn kiểu cốt lộn á. Trôn chè, nè. Nhìn nó, nhìn cái đây nó ghê hơn em. Cái đây nè. Cái đen đen ghê ghê á. Quá ghê luôn. Nhìn như ai cũng nhện vậy. Rồi, rồi. Dùng muỗng. Chung chàng gạch đắng. Đây, đổ vô nè anh em. Đó, dầm lên. Trộn, múc. Đắng không? Ừ, đắng lắm. Đây, mời anh em nè nha. Đây, miếng gạch nữa nè. Chu chè. Có cái vị á, nó đắng đắng béo béo á, ngon lắm. Ngon quá. Quất miếng nữa nha anh em.
coi. Ngon. Muối ngon kỳ. Thì nói chung là con mình khóc quá nên thôi clip mình dừng ở đây nha anh em. Thì hẹn anh em ở clip mình ở có mặt tại Quy Nhơn nha. Thì anh em ở clip tiếp theo em có bye.